Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ đón một vị khách rất là đặc biệt. Một vị khách này gần như là chưa từng đến dự án GS Metro City. Và vị khách này không biết đã là biết gì nhiều về thông tin của dự án này chưa? Thì cùng với Phước Sửu hãy xem vị khách này có gì đặc biệt và họ tới GS để làm gì nha. Xin chào Trà My. Một buổi sáng rất là nhiều năng lượng không Trà My? Dạ. Trà My mất bao lâu từ quận 7 để xuống đây? Em đi có 15 phút thôi. 15 phút nhưng không? Mà sorry anh đến trễ nha, tại vì thấy khu này cũng đẹp quá mà mới, nên là hồi nãy giờ nhà em cũng đi vòng vòng xem thử khu này sao. Thì rất là vui khi chào đón My đến một cái dự án rất là lớn tại Nhà Bè, một cái khu đô thị 350 hectare đó Trà My. Ủa vậy bây giờ cái khu này là cái khu phân khu thứ mấy rồi anh? Đây chỉ là phân khu đầu tiên của dự án Zai Gai Nhà Bè của chủ đầu tư tập đoàn GS Hàn Quốc. Với cái phân khu đầu tiên này khoảng 18 hectare thôi. Còn cái căn này hôm nay đi xem là căn nào vậy? Tất nhiên rồi, một cái bí mật mà Phước Sửu muốn gửi đến mọi người và Trà My, đó là một căn dinh thự tại cái phân khu VIP của dự án GS này. Ok, xem thử nha. Rồi bây giờ Phước Sửu mời Trà My vào để tham quan cái dự án này nha. Nhưng mà bao nhiêu mét đây? Tổng của cái căn dinh thự này là 600 mét vuông, trong đó có 300 mét vuông là xây dựng nhà và 300 mét vuông là sân vườn. Và đặc biệt của cái căn biệt thự này là có hầm Trà My ạ. Nhưng mà hầm chỉ là chứa rượu hoặc là dùng làm những cái tiện ích khác. Thì bây giờ Trà My vào bên trong để khám phá bên trong này thì xem cái căn biệt thự này nó có gì đặc biệt so với những cái khác nha. Ok. Sao hầm ở đây là không để xe mà để rượu cho anh? Thì có những cái đặc biệt mà những căn biệt thự khác á Trà My ạ. Đây là một cái không gian khá rộng rãi của một cái căn biệt thự 300 mét vuông với diện tích là 15 x 20. Ở đây thì thiết kế gồm một hầm, một trệt và hai lầu. Một cái điều đặc biệt mà như Trà My muốn nói đến, nhắc đến Phước Sửu đó, tại sao hầm mà không để xe mà để rượu, là bởi vì như Trà My đang khi nhìn thấy bước qua cái căn biệt thự này thì cái tầng trệt đã có gara xe rồi. Hèn gì. Đúng trời rồi. Ơi. Thì cái tầng hầm sẽ dùng nhiều chức năng khác nhau. Thứ nhất là có thể là hầm chứa rượu. Đối với những cái người nước ngoài thì họ thường ở xứ lạnh và họ sẽ trữ những cái rượu càng lâu ngày thì càng có giá trị và nó ngon hơn. Và mình cùng với Trà My ra mình khám phá cái tầng hầm này nhé. Dạ. Em coi mấy cái video của nhà thiết kế Quách Thái Công á, thì cái hầm ở dưới này người ta làm phòng giải trí cũng nhiều lắm anh, phòng karaoke này, phòng xì gà các thứ. Chính nên xác. Là ở đây cũng khá là nhiều đất để chơi ha. Đúng rồi. Một cái diện tích hầm mà gọi là nguyên một căn luôn á Trà My, nên khá rộng. Ở đây mình có thể chia 2 đến 3 phòng. Ở đây thì mình có thể ngăn được một phòng chiếu phim nè. Là phòng hầm chứa rượu nè. Rồi mình có thêm một cái phòng ví dụ pizza, pizza bốc bàn. Và nói chung cách âm khá tốt phong Trà My. Đúng rồi. Nếu mà ở dưới đây những cái hoạt động mà liên quan tới quá nhiều âm thanh thì rất là tốt. Với hoặc là cũng có thể là một cái phòng nhỏ cho giúp việc nữa cũng tiện anh. Chính tại xác. Vì cái không gian này thì nó ưu điểm là nó cách âm tốt, nhưng mà khuyết điểm của nó thì không có nhiều ánh sáng và không khí lắm. Thì người giúp việc thì ở dưới đây để những cái không gian ở phía trên cho gia chủ tiện ha. Đúng rồi. Như Trà My nhìn thấy thì ở đây sẽ có một cái vị trí này dành cho cái hố để chừa làm thang máy. Di chuyển rồi. Từ tầng hầm lên đến tầng 3. Nên là quý cư dân chủ nhà khi mà sử dụng ở đây thì sẽ đi tầng hầm xuống, đi bằng thang máy xuống tầng hầm luôn. Rất tiện, là dễ. Cũng tiện. Ủa, cái ô này là gì đây anh? Đây là một cái vị trí ô này á, là một cái hầm gọi là hầm chứa nước đó Trà My. Cái bể chứa nước. Đúng rồi, một cái bể chứa nước. Thì đối với lại những cái người nước ngoài á, thì họ sẽ có đến hai bể chứa nước. Một là bể chứa nước ở dưới tầng hầm và một bể bưởi chứa nước ở trên tầng cao, đề phòng những cái trường hợp gọi là cúp nước hoặc là dự trữ nước cho những cái trường hợp là những cái nơi mà thường xuyên xảy ra trường hợp là cúp nước á Trà My. Nhưng mà nếu mà ở đây giao thô thì tính ra cái việc mà mình đẹp coi nhà cửa nó tiện quá anh ha. Đúng rồi.
nói đến tập đoàn GS Hàn Quốc là một tập đoàn khá nổi tiếng, đứng top 10 ở bên Hàn Quốc. Và đối với Việt Nam thì những cái công trình họ đã làm rất là tốt rồi. Nên về cái vấn đề là gọi là xây dựng nhà và gọi là làm cái móng này á, thì tất cả những cư dân mà khi nhận nhà tại dự án này rất là hài lòng. Về cái cách xây dựng rất là tốt và cái cốt nền, và đồng thời là những cái mảng bê tông và rất là chắc chắn đó Trà My ạ. Anh Sự biết không, hồi nãy em vô á thì em nghĩ cái này là khu vực phòng khách nè. Nhưng mà sau khi đó em ra tới cái đoạn thông tầng này em nghĩ đây mới là phòng khách. Chính xác. Trà My đó là một cái nhận định rất là rõ ràng. Ở đây là một cái thông tầng hay là gọi giống như một cái lối thông tầng hay là gọi là như một cái duplex đi chẳng hạn. Ở đây thì bố trí khá đẹp á Trà My. Với cái không gian này thì Trà My có thể là làm một cái đèn chùm rất là rộng, và từ ở tầng 1 mình có thể nhìn trực diện ra bờ sông luôn Trà My. Một cái tầm view gọi là view triệu đô đó Trà My ạ. Khá đẹp luôn. Ủa, ví dụ như khu này mà làm phòng khách thì cái đoạn hết đoạn này mình sẽ làm cái gì ta? Tất nhiên rồi, mỗi người sẽ có một cái cách thiết kế riêng. Nhưng mà đối với lại người Hàn Quốc hoặc là một số nhà đình nước ngoài thì thường xuyên á là bước vào cửa thì sẽ có một cái nơi gọi là tiếp đón sảnh tiếp khách. Dạng như là một giống như đối với lại giống như những cái quán vậy đó, nó sẽ có một cái quầy lễ tân hay là như thế nào đó tiếp khách, và sau đó là một cái không gian bếp và một cái bếp đảo ngay giữa không gian ở giữa nhà luôn. Tức là ở khu vực này sẽ là bếp. Chính xác. Ở khu vực này là sẽ là phòng khách. Nhìn ra cái không gian sân vườn 300 m² trực diện bờ sông này Trà My ạ. Rồi cái này là dinh thự hả anh? Đúng rồi, ở đây là dinh thự. Vậy là chừa hai bên hông. Đúng chừa rồi. Trước chừa sau, và ở sau thì rất là to. Đúng từ rồi. Cái phòng khách này để Trà My mở cửa sau. Đây có nghĩa là mình bước ra được cái vườn ở đây. Nhưng mà đúng cái rồi. Hàng rào này mình có thể mở ra luôn được không anh? Cứ đúng để rồi là ơi. Em chỉ muốn từ đây chạy xuống luôn, chứ bây giờ không đi ngang cái cửa nhỏ nữa. Tất nhiên rồi, hiện tại thì ở đây họ đã có chừa cửa để xuống cái gọi là cái khuôn viên sân vườn. Nhưng mà như Trà My thấy nó cũng cảm giác như nó không được liền khối, phải không? Dạ đúng rồi. Nên là thôi chờ khi mà mình gọi là hoàn thành xong cái thiết kế của chủ đầu tư và cấp sổ ra rồi thì mình có thể là phá cái tường rào này, mà mình chỉ làm cái tường rào sát bờ sông thôi, thì cảm giác nó sẽ liền khối hơn, liền mạch hơn, và cái không gian sân vườn của căn nhà nó hài hòa kết hợp với căn nhà hơn. Từ đây là em nhìn thấy bờ sông rất là tiện luôn. Hầu như những cái vị trí liên quan tới sông đều là dinh thự thôi, biệt thự hên xui lắm. Cũng chưa chắc là biệt thự đã nhìn ra được đâu. Đứng đây là thấy cảm giác mát, còn ở trong nhà mình á, mình đóng bốn cánh cửa nên là hơi nóng, mà ra đây cảm thấy dễ chịu ghê. Chính xác. Phước Sửu, trong cái đoạn video Phước Sửu sẽ bay lại cảm để Trà My cảm nhận được đây là một cái nơi gọi là đáng sống. Nơi mà gọi là hòa mình sống với thiên nhiên luôn. Cực kỳ happy á Trà My. Bây giờ thì mà Phước Sửu với Trà My là mình đi xem cái không gian sân vườn này Trà My ạ. Để xem cái không gian sân vườn này á là mình có thể bố trí được gì Trà My ha. Dạ. Wow, một cái không gian sân vườn khá đẹp với hơn 300 m² và một cái tầm view gọi là trực diện bờ sông luôn, khá thoáng mát á Trà My ạ. Với cái nơi đây thì Trà My có thể nghĩ là mình sẽ thiết kế gì với lại cho cái căn dinh thự của mình? Em thấy là tùy gu chủ nhà lớn tuổi hay không á. Nếu mà lớn tuổi thì em thấy cái loại nhiều nhất là cái này, cái nhà trò, không phải cái nhà người ta dùng để hay câu cá, có cái nhà đó gọi là nhà gì ta, nhà nghỉ mát hả? Cho là vậy đi. Đó, nó sẽ bằng nhiều chất liệu, thì nếu mà người trẻ thì làm những chất liệu khác như là dù thôi, nhưng mà người lớn thì sẽ làm kiên cố hơn bằng gạch nè, hoặc là sẽ bằng gỗ luôn. Thì nhìn rồi ví dụ làm tiểu cảnh nè, làm hồ cá coi nè, rồi đường đi, rồi cây cối rất là nhiều, hoặc là có thể trồng một cây ăn trái cho ngôi nhà cảm giác ấm cúng hơn. Sửu rất là thích cái ý tưởng của My, bởi vì là khi mà có những cái cây ăn trái, có tất cả mọi thứ thì nó sẽ là đưa con người về gần với nhau hơn. Những đứa cháu, những đứa trẻ họ sẽ thích trở về đây, có thể hái những cái trái cây mà gọi là trái cây organic rất là sạch tại khu vườn nhà mình. Là đồng thời ở đây thì Trà My có thể thiết kế được một cái hồ bơi, một hồ bơi mà gọi là hồ bơi vừa phải mini để cho cái không gian sân vườn của mình. Và mình có thể là giống như hồ như Trà My nói, thì nói về gọi là check in câu cá thì chỉ cần bước bộ ra ba bước đến năm bước nữa là mình có thể có một cái dòng sông khá rộng để mình câu cá rồi.
Từ đây nè em nhìn thấy lên trên ban công ở tầng trên này, nhìn ra cái view này rất là ok. Từ dưới mà nhìn thấy đã rất là mát rồi. Nếu mà lên tầng thì rất là tiện ha. Bây giờ mình lên thử chính coi xác. Cho anh Trà My biết cái một cái khách thiết kế và cái gam màu này gần như là ở Việt Nam ít có lắm Trà My. Một cái tông màu là bán cổ điển theo phong cách gọi là châu Âu Trà My ạ. Rất là đẹp ha, rất là sắc nét. Với những cái cách thiết kế này thì nó hơi khác so với cái tông màu gọi là sáng trắng và gọi là rực rỡ tại Việt Nam. Nhưng mà với cái gam màu này thì hình thành nên một khu đô thị rất là sang trọng, gần như thu hút khá nhiều giới gọi là đầu tư, gọi là về những cái biệt thự triệu triệu đô họ lựa chọn với cái cách thiết kế này cho mình ạ. Thực ra nếu như mà cái dinh thự này chỉ dừng lại ở đây thì gọi là biệt thự thì nó cũng rất là tiện ra. Ngay vị trí thì cũng có nhiều người làm được cái bể sục nè. Hoặc là làm một cái vườn ở hồ, đây là hồ, xong. Hồ tắm đã jacuzzi. Rất là mát rồi. Ha. Ở đây là một cái hồ tắm jacuzzi chẳng hạn. Bể sục ở ngoài trời. Đúng rồi. Mình có thể là vừa tắm vừa tận hưởng những cái làn gió mát tự nhiên ở đây. Nói đến những cái khuôn viên bên trong thôi Trà My ạ. Thì ngoài ra là... ở đây một cái dự án 350 hectare nó có quá nhiều tiện ích trong một cái khu đô thị Trà My, được dự kiến có thể là một cái khu đô thị bậc nhất tại khu Nam sau Phú Mỹ Hưng thôi, nhưng mà sau khi hình thành thì chắc ăn thì nó có sẽ gọi như là bỏ qua những cái gọi là cái kinh nghiệm, có những cái kinh nghiệm mới và có những cái sai sót, những cái thiếu sót của những cái dự án khác, là họ sẽ hình thành một cái khu đô thị gọi là thông minh và cập nhật những công nghệ 4.0 vào để cho cái khu đô thị này nó sẽ sang trọng hơn. Trà My ạ, khi mà bước tới một cái căn dinh thự như thế này thì Trà My cảm giác như thế nào khi mà mình vào được cái không gian bên trong của nó? Em thấy là cần lắp thang máy nó. Tại vì thực ra có những ngôi nhà người ta sẽ để dép ra bên ngoài, nhưng có những ngôi nhà người ta không có thói quen gỡ giày dép ra cho tới khi giường ngủ đâu. Nên là cái việc đi thang máy nó sẽ tiện hơn, đặc biệt đối với những người mà đi đau lưng như em và mang giày cao gót thường, thì cái việc đi thang máy nó sẽ tiện hơn rất là nhiều luôn. Chính xác. Thì như một cái không gian ở đây thì như Trà My biết, có thể là mình có thể thiết kế được hai phòng ngủ bên trong. Đây là một cái gian phòng ngủ và có một cái toilet khá rộng luôn. Toilet này dành cho gọi là bồn tắm nằm mà luôn Trà My phong Trà My. Dạ. Ở đây thì đối với người nước ngoài thì về không gian là số 1. Về cảnh quan là những cái thiết kế trong gam trong của căn nhà. Nên Trà My nhìn thấy đâu đâu cũng có là cửa kiến để là bố trí cho căn nhà nó sẽ hài hòa hơn Trà My phong. Dạ đúng rồi, em thấy nhà đây rất là nhiều kiến. Ví dụ như bây giờ là nhà thôi mà đâu có điện đài gì đâu. Chính nhưng xác. Mà mình đang thấy là cái ánh sáng mà rất là ok luôn. Chính nên xác. Là sau này mình ở mình sẽ tận dụng được cái ánh sáng tự nhiên. Nó khác với cảm giác mà dùng như đây số tiền mà vô trong khu vực trung tâm thì tất nhiên là bốn bề là tường luôn á. Chính xác, vậy là Phước Sửu sẽ đưa cho Trà My là một cái tầm view để Trà My khám phá. Đây là một cái tầm view gọi là có 102 tại dự án này phải không Trà My? Bên kia sông là phân khu 2. Đúng rồi, bên kia sông sẽ có tổng quy mô là tầm khoảng là hơn 40 hectare. Và trong đó sẽ có là khoảng 150 căn là biệt thự dinh thự. Và có một cái phân khu đó mang tên là Zai Educati, là về phân khu về giáo dục trường học. Thì cái phân khu về giáo dục trường học đó thì có khá nhiều trường, và trường đầu tiên mà được ký quyết định mà hợp tác với bên GS đó là trường Chadwick của Mỹ. Đã là hợp tác với lại chỗ là chủ đầu tư GS Hàn Quốc. Vậy là mấy bữa nữa mà khi cái đó nó đã xong hoặc là có thông tin gì mới nhớ là giới thiệu cho em nha. Chắc ăn rồi, chắc là Trà My sẽ chọn một cái căn hộ ở đây là mini để tận hưởng những tiện ích của dự án này phải không? Còn chần chừ gì nữa, chuẩn bị là sắp tới booking thì Phước Sửu sẽ alo Trà My nha. Và một cái tầm view khá đẹp à Trà My ạ. Em thấy ở dưới thì em không rõ, nhưng mà lên này em thấy ở trên những cái cây ven bờ sông này có hoa nè. Ở dưới là em không để ý đâu, nhưng mà lên này thì thấy cũng chỉnh trang ha, không chỉ là cây xanh đâu, còn có hoa đỏ nữa. Chính xác. Về thiết kế cảnh quan thì mọi người sẽ cùng với Phước Sửu là có những cái đoạn phim để nói về những cái cảnh quan tại nơi đây. Ở nơi đây là
chủ đầu tư này với mức độ xây dựng nó tầm khoảng là chỉ tầm khoảng 28-30% thôi. Còn lại họ sẽ trừ cho những cái tiện ích và cảnh quan. Và riêng cái phân khu ở đây là 18 hectare nhưng mà nó có đến 4-5 công viên lớn luôn nha. Có 4 công viên lớn mang tên chủ đề là Xuân Hạ Thu Đông. Mỗi mùa hoa sẽ có một sắc hoa khác nhau và một cái công viên gọi là công viên đa giác quan. Với công viên đa giác quan này thì có thể có một cái dạng được tích hợp tất cả những cái tiện ích thông minh ở đây, thì có những cái trụ gọi phai thăm ha, để cho mình cứu nạn hoặc là những cái gì gặp cái trường hợp bất trắc khi mà xảy ra tại khu dân cư. Rồi và đặc biệt cái là mở cửa xe bằng biển số xe, bằng võng mạc, tất cả mọi thứ. Tức là tích hợp cái chế độ thông minh của tất cả các cái tiện ích ở đây. Chính cũng xác. Như là cư dân sử dụng. Bây giờ lên này em mới thấy thêm một cái nữa là chỉ trên này em mới thấy, tức là cái thông trần ngay cái cửa ra vào. Chính xác. Ở đây mình cũng có thể thả đèn luôn. Chính xác. Giống như khu vực phòng khách. Đúng rồi. Và từ ở trên này thì nãy giờ mình chưa có thấy view phía trước nhà ha. Lên đây, xem đây. Thử. Cái tầm view ở đây thì cũng khá thoáng cho bị ạ. Tất cả cái khu này là khu VIP nên đó là tất cả những cái căn ở đây là đều là căn dinh thự và biệt thự đơn lập hết trà My ạ. Ở đối diện là đơn lập. Đúng rồi. Nên có khá nhiều khoảng không len lỏi giữa hai căn nhà, tạo cho căn nhà một cái không gian cực kỳ mát mẻ và dễ chịu. Để cho cái căn nhà ở đây là mang khá nhiều ánh sáng vào bên trong, hạn chế sử dụng những cái thiết bị ánh sáng và thiết bị máy lạnh cho căn nhà. Đêm đứng này là đứng ngay vị trí này nè, em thấy gió vào là mát lắm nè. Với lại ở đây rất là tận dụng luôn, thấy á, ngoài những cái trụ chịu lực ra thì hầu như sử dụng bằng kiến hết. Chính xác. Trên kiến thì nó còn ghi là GS nhà bè nữa nè. Đúng rồi. Nơi đâu ngay cả nắp gọi là cống thoát nước, chủ đầu tư vẫn có một cái logo để khắc cái thương hiệu của GS. Và như Trà My nhìn thấy đây là một cái lối thông tầng. Giống như thiết kế giống như những cái căn penthouse trên cao, nhưng mà những cái căn biệt thự như vậy họ thiết kế rất là thoáng, từ lầu 1 thôi mình có thể nhìn trực diện ra về sau và mình có thể là nhìn xuống phòng khách, một cái khoảng thiết kế khá đẹp thông minh, giúp cho cái căn nhà trở nên nó là thoáng hơn rất là nhiều. Còn nói đến cái không gian lầu 2 thì mình sẽ có khá nhiều cái diện tích để mình có thể bố trí phòng. Dạ, ở đây thì em nghĩ là nếu mà sử dụng tối đa công năng thì ở 10 người đó. Tại vì ở bên dưới thì mình không sử dụng như ở trên này. Ví dụ như bên này mình được 2 phòng là 4 người. Ở trên nếu mà mình sử dụng tiết kiệm nữa thì mình được 3 phòng là 10 người. Nhưng mà thường thì đối với những cái căn như thế này thì em nghĩ chắc ở tầm 6 người là tối đa. Đúng rồi. Tại vì ở đây một phòng 2 người, trên 2 phòng nữa là 4 người, nó 6. Chính xác. Những cái căn dinh thự này thường thường nó cũng dành cho nhiều thế hệ Trà My ạ. Làm như vậy để có thể kết nối gia đình lại với nhau và có những cái khoảng không, những cái không gian bên trong lẫn bên ngoài để cho cái căn dinh thự này là tối đa tất cả những cái tiện ích cho một cái cụm gọi là cư dân và dành cho kết nối gia đình đó Trà My. Vậy bây giờ xem một lầu nữa hỉ. Đúng rồi. Ok, mình lên lầu trên nha. Một ngôi nhà mà em cảm giác như đi khu du lịch vậy, nó rất là nhiều cái cảm xúc, cục rất là nhiều không gian để mình có thể khám phá. Nhưng mà ở trên này hay của ta, ở trên này lại có một cái ban công to nè. Chính xác, tất cả các phòng ở trên tầng trên đều có ban công. Đó là một cái cách thiết kế rất là độc đáo và thông minh dành cho một cái căn siêu dinh thự như thế này. Trời ơi, em sẽ chọn căn ở trên lầu nha, ở trên lầu luôn. Tại vì trên này nhìn thấy được cái cầu nè, nhìn thấy được nguyên một cái mảng xanh bên phải luôn, nhìn thấy sông, nhìn thấy công viên bên dưới luôn. Chính xác. Đây mới gọi là đẳng cấp nè. Khi mà Hàn Quốc gọi là được nhà nước mình bàn giao quỹ đất 350 hectare thì có khá nhiều cái liên kết thiết kế và một cái liên kết thiết kế là một chuẩn khu đô thị giống như thành phố Hàn Quốc khu nhỏ tại Việt Nam. Khi mà quý anh chị mà sở hữu những cái sản phẩm này á Trà My thì giống như là gần như đi du lịch Hàn Quốc rồi. Mình chỉ cần xuống nhà bè là đi du lịch Hàn Quốc. Tất cả những cái món ăn, những cái cách bố trí và những cái cách gọi là thiết kế liên kết và những cái chuẩn khu đô thị thông minh giống như Seoul sẽ tụ hợp ở đây và tạo thành một cái khu dân cư dành cho người Hàn Quốc ở đây khá là nhiều. Trà My ha. Trời ơi, một cái ngôi nhà nha, phòng nào cũng có ban công, ở một cái tầng này thôi mà Trà My đã thấy có 4 cái ban công rồi quý vị. 1 nè, 2, 3 và 4 cái ban công, xung quanh nó toàn là cửa sổ. Chính xác.
quá đẹp luôn. Và ở đây thì mình tha hồ mình bố trí, mỗi phòng sẽ có một cái cách decor thiết kế tùy theo từ trẻ em đến người lớn. Và đặc biệt ở đây tất cả mọi nơi đều có góc để check in hết. Và Trà My thấy một cái điều đặc biệt ở nơi đây đó Trà My, một cái cách thiết kế gọi là khá kiên cố luôn. Tất cả những cái trần nhà này đều được đổ bằng những khối bê tông liền mạch và rất là chắc chắn. Khi mà sau khi đổ những cái khối bê tông như vậy rồi thì họ sẽ là lợp những mái ngói thái lên đó Trà My. Như vậy đó nó sẽ là tạo cho không gian của căn nhà mát hơn, hạn chế sử dụng máy lạnh. Và đặc biệt ở đây lên đây rất là mát. Nó khác hơn những cái dự án khác là họ sẽ là chỉ lợp ngói thái thôi, thì lên trên nó sẽ cảm giác nóng bức. Nhưng mà riêng không gian ở đây thì khá kiên cố, khá đẹp. Phải không Trà My? Dạ, vậy căn này bây giờ đang bán bao nhiêu vậy anh? Một mức giá khá là gọi là tốt á Trà My ạ. Bởi vì là có rất là nhiều thông tin giúp cho cái khu này đang giảm giá rất là tốt. Lý do là chủ nhà có những cái căn là có đến 2-3 căn luôn. Và thời điểm cách đây khoảng 1-2 tháng là thời điểm gọi là nhận nhà phải thanh toán 50%. Mới nhận nên nhà nên là chủ nhà phải giảm bán bớt để thanh toán những căn còn lại. Nên là đây là một cái cơ hội cho quý khách hàng có thể sở hữu tại nơi đây, chọn một nơi đầu tư. Bởi vì là như Trà My biết là giảm đến 35-40%. Một mức giá thì chắc là khi mà khách hàng nào mà chỉ cần inbox Phước Sửu hoặc Trà My thì sẽ có một mức giá gọi là đầu tư ngay. Chần chừ gì nữa sao không quyết định, trong khi là những rất là nhiều khách hàng cách đây 3 năm, hơn 3 năm là những lúc mở bán là đã không có thể chọn căn được. Và như năm ngoái thì cái mức giá nó đã tăng lên quá nhiều rồi. Và bây giờ là mức giá nó trở lại mức giá gọi như khởi điểm ban đầu. Thì bây giờ là quyết định là một số là một là điều tuyệt vời luôn đó. Cảm ơn anh Sửu đã chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích cho Trà My ngày hôm nay. Hy vọng là cái video này được lan tỏa đến nhiều cái anh chị có nhu cầu với khu nhà bè, cũng như là với bất động sản mà nhà phố liền kề hay là biệt thự đơn lập, kể cả là dinh thự luôn. Nguyên cái khu này sẽ đáp ứng tất cả các cái yêu cầu cũng như là nhu cầu mong muốn cho một nơi an cư đầu tư rất là tốt. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau của anh Sửu. Nhớ liên hệ anh Sửu để có thể sở hữu nhiều hơn sản phẩm những dự án của GS. Đừng có nói là ngày mai là Trà My sẽ gặp Phước Sửu và đặt cọc ngay căn này nhé. Bởi vì là nghe đâu ngày hôm nay đã mua 3 vé Vietlott rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.